cả các loại trà sữa trên đây mọi người đang thấy đều do nhà làm hết đó nha. Có khoảng 10 loại khác nhau đó. Và đặc biệt là có công thức chuẩn ở Thái Lan luôn nha. Ở đây có bán khoảng 10 loại trà sữa khác nhau và đặc biệt là chị chủ học công thức từ Thái Lan nha mọi người. Không phải học chỗ này chỗ kia đâu mà chỉ đi làm bên Thái á, rồi xong sau đó uống nhiều quá cảm thấy ngon và được người bán người ta truyền công thức lại luôn đó. Bestseller bên quán là trà sữa hoa nhài và trà sữa ô long hương sen nha. Hai loại này thì rất là đậm vị trà luôn. Ngoài ra nếu mà bạn nào thích béo á thì có thể chọn thử truyền thống và trà sữa thái xanh thái đỏ nha, cũng rất là ok luôn đó. Mỗi loại thì có những cái top bin khác nhau nè. Bên đây thì giá dao động trà sữa chai chỉ từ 20-30 cành thôi nha. Top bin thì cũng nhà làm luôn đó. Tao nói chị chủ bên đây cũng giỏi ghê ha, mà trà sữa Thái này cái vị nó hơi ngọt ngọt nhẹ, mấy bà không có quá gắt cổ. Nhớ coi hết clip tôi có để cái địa chỉ đó nha. Tiếp theo là cái ô long hương sen này nè, nó đậm vị trà lắm nha, mà nó thơm cái mùi lạ lắm. Nói chung á, cái này cho mấy bà nào mà thích uống trà sữa Thái á, mua về để tủ lạnh uống từ từ cũng ok nữa đó. Đây đây, món ăn vặt bên đây là tàu hũ Singapore và banana cotta nữa mà chị chủ cũng tự làm luôn đó nha. Ở đây từ trà sữa cho tới ăn vặt luôn, vì cảm thấy nó không có bị ngọt gắt đó mọi người, nó thanh thanh nhẹ nhẹ, cảm giác rất là mát luôn. Ở bên quán á còn nhiều loại trà sữa khác nhau nữa đó, vì có để ở đây nè. Ăn ngon uống ngon thì không thể nào quên được mấy đứa em ở nhà đâu, mua đem về cho nó đó nè. Và địa chỉ chính là hẻm 58 đường 3 tháng 2 Ninh Kiều Cần Thơ nha. Quẹo vô cái hẻm 58 mấy bà chạy khoảng 2-3 căn nhà là tới liền nha, có nguyên cái bảng trà sữa chai luôn.